Mến chào quý khán giả đang xem tin tức trên kênh HTD News. Trong chương trình thời sự thế giới của ngày hôm nay, chúng tôi xin được gửi đến quý vị bản tin đáng chú ý sau đây. EU, Hàn Quốc tìm cách để cung cấp điện cho Ukraine. NATO tuyên bố sẽ sát cánh với Ukraine chừng nào còn cần thiết. Nga điều lực lượng dự bị chiến lược tới chiến trường miền đông Ukraine. Biểu tình quá sợ sự thật, các bà mẹ binh sĩ Nga nổi điên về cuộc gặp được dàn dựng của ông chủ điện Kremlin. Và ngay sau đây là những nội dung chi tiết. EU, Hàn Quốc tìm cách để cung cấp điện cho Ukraine. Kính thưa quý vị, khi Ukraine phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng của mình, viện trợ từ Liên minh châu Âu và Hàn Quốc có thể giúp cho Kiev giảm thiểu tình trạng thiếu điện và mất điện. Người đứng đầu công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukraine, Ukrinego, cho biết vào hôm thứ Sáu rằng họ đang làm việc với các đối tác để cố gắng cung cấp điện 500 và thậm chí 600 MW từ châu Âu. Liga đưa tin. Ông Vladimir Kotrysky nói, các cơ chế đặc biệt là cần thiết để bảo đảm việc nhập khẩu này vì giá điện ở châu Âu cao hơn ở Ukraine. Đồng thời, ông Kotrysky gợi ý rằng hầu như không ai ở Ukraine muốn mua điện ở châu Âu trên cơ sở thương mại chung của giá cao. Oleksandr Korniakov, phó chủ tịch thứ nhất của Quốc hội Ukraine, cũng tuyên bố vào hôm thứ Sáu rằng Hàn Quốc sẽ cung cấp 20 máy phát điện cao áp và 5 máy xúc mini. Một chuyến bay sẽ giao các máy phát điện vào ngày 12 tháng 12, mặc dù ngày giao các máy xúc mini vẫn chưa được ấn định. Ông Konienko cho biết trong một tuyên bố rằng Ukraine đánh giá rất cao sự hỗ trợ mà Hàn Quốc đã và đang lên kế hoạch cung cấp. Nga bắt đầu một loạt cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện của Ukraine vào tháng 10, làm dấy lên lo ngại về nguồn cung cấp điện của nước này trong những tháng mùa đông lạnh giá. Vào tuần này, Linda Thomas Greenfield, đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, đã cáo buộc Nga cố gắng đóng băng đất nước để bắt họ phải phục tùng sau khi đối mặt với những thất bại trong cuộc tấn công Ukraine đang diễn ra. Bà cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Nga có thể khiến hàng triệu người Ukraine không được tiếp cận với điện, nhiệt và nước trong mùa đông, và những người dễ bị tổn thương nhất sẽ phải trả giá đắt nhất. Yurinenko cho biết vào hôm thứ Sáu rằng, sau làn sóng tấn công của Nga vào hôm thứ Tư đã gây ra tình trạng mất điện trên toàn quốc, công ty đã viết trên Telegram rằng công việc khôi phục điện sau các cuộc tấn công đang diễn ra suốt ngày đêm. Yurinenko cho biết công việc khôi phục điện cho hộ gia đình vẫn đang tiếp tục, tốc độ phục hồi bị chậm lại do điều kiện thời tiết khó khăn, gió mạnh, mưa và nhiệt độ dưới 0 độ vào ban đêm, cũng như đóng băng và gió giật trong các mạng lưới phân phối. Yurinenko khuyến khích người dân Ukraine tiêu thụ điện tiết kiệm. Mặc dù Nga có thể đang làm suy giảm nguồn cung cấp năng lượng cho dân thường Ukraine trong những tháng lạnh nhất trong năm, nhưng quân đội của chính họ có thể không tránh khỏi những tác động bất lợi khi tham chiến vào mùa đông. NATO tuyên bố sẽ sát cánh với Ukraine chừng nào còn cần thiết. Hôm thứ Sáu, ngày 25 tháng 11, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này sẽ tiếp tục sát cánh với Ukraine để chống lại sự gây hấn của Nga cho đến chừng nào còn cần thiết. Phát biểu với các phóng viên ở Brussels, Bỉ, trước cuộc họp với các ngoại trưởng ở Bucharest vào tuần tới, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương sẽ không lùi bước. Đồng thời, ông kêu gọi các đồng minh tăng cường hỗ trợ cho Ukraine thông qua gói hỗ trợ toàn diện của NATO, trong đó gửi các thiết bị quan trọng đến quốc gia bị chiến tranh tàn phá như nhiên liệu, hỗ trợ y tế cùng với các nguồn lực khác. Hỗ trợ Ukraine là vì lợi ích an ninh của chúng tôi, ông Stoltenberg tuyên bố và nói thêm rằng không thể có nền hòa bình lâu dài nếu kẻ xâm lược giành chiến thắng. NATO không cung cấp vũ khí, nhưng các thành viên của Tổ chức An ninh, bao gồm 30 quốc gia, đã cung cấp các thiết bị phi sát thương cho Ukraine, mặc dù ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng cần tăng cường viện trợ cho Kiev khi mùa đông đang cận kề. Tại cuộc họp của chúng tôi ở Bucharest, tôi sẽ kêu gọi thêm. Về lâu dài, chúng tôi sẽ giúp Ukraine chuyển đổi từ thiết bị thời Liên Xô cũ sang các tiêu chuẩn, học thuyết và hình thức huấn luyện hiện đại của NATO, ông nói với các phóng viên. Ông Stoltenberg sẽ tham dự một hội nghị ở thủ đô Romania vào tuần tới để thảo luận về việc mở rộng hợp tác với các ngoại trưởng từ NATO cũng như các thành viên ngoài NATO, bao gồm Bosnia và Herzegovina, Moldova và Georgia.
Hội nghị thượng đỉnh tại Bucharest sẽ kéo dài 2 ngày, từ ngày 29 đến ngày 30 tháng 11. Hội nghị này được tổ chức gần 15 năm sau khi NATO hứa hẹn rằng một ngày nào đó, Ukraine và Georgia sẽ trở thành thành viên của liên minh này, một cam kết khiến cho Nga vô cùng tức giận. Phần Lan và Thụy Điển, hai quốc gia Bắc Âu mới gia nhập liên minh quân sự này, cũng sẽ tham gia vào các cuộc thảo luận ở Bucharest, theo người đứng đầu NATO. Ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng đã đến lúc hai nước hoàn tất quá trình gia nhập liên minh và được chào đón với tư cách là thành viên chính thức của NATO. Nga điều lực lượng dự bị chiến lược tới chiến trường miền đông Ukraine. Quân đội Nga được cho là đã điều động lực lượng lính dù thiện chiến đến tăng cường cho chiến trường miền đông Ukraine. Trang Defense Express đưa tin, quân đội của Nga đã điều động các đơn vị lính dù tới gia cố cho phòng tuyến tại khu vực Donbass và Luhansk ở miền đông của Ukraine. Các đơn vị lính dù trên được nhận định là lực lượng dự bị chiến lược của quân đội Nga với kinh nghiệm chiến đấu dày dặn, khả năng cơ động linh hoạt, thông thạo kỹ năng tác chiến phòng thủ và tinh thần chiến đấu cao. Các đơn vị này thường xuyên được giới chức quốc phòng Nga đưa tới hỗ trợ các điểm nóng trong xung đột tại Ukraine. Vào hồi tháng 10, các đơn vị lính dù đã được huy động tới Kherson để thiết lập tuyến phòng thủ tại thành phố này. Sau khi quân đội của Nga quyết định rút lui ra khỏi Kherson, các đơn vị lính dù đã được tái bố trí tới Donbass. Với sự hỗ trợ của lực lượng viện binh đông đảo này, dân quân thân Nga tại Donetsk và Luhansk đã giành được những ưu thế nhất định trên chiến trường trong thời gian gần đây. Phát biểu vào ngày 21 tháng 11, ông Andriy Marokko, quan chức cấp cao của lực lượng dân quân Cộng hòa Nhân dân Luhansk, gọi tắt là LPR, tự xưng, khẳng định lực lượng này, với sự hỗ trợ từ quân chủ lực của Nga, đã bẻ gãy các đợt đột kích của quân đội Ukraine. Hàng trăm binh sĩ, các xe tăng, vũ khí hạng nặng và phương tiện quân sự của Ukraine đã bị phá hủy trong các trận giao tranh này. Bên cạnh tăng cường thêm lực lượng lính dù tinh nhuệ, quân đội của Nga hiện cũng khẩn trương gia cố các tuyến phòng ngự bằng cách đặt thêm các chướng ngại vật chống tăng tại khu vực Donbass. Một tuyến phòng thủ vững chắc đã được lực lượng dân quân LPR cùng với quân chủ lực Nga dựng lên, kéo dài từ khu vực thành phố Kremenaya đến làng Chervonobobka. Các chỉ huy giao nhiệm vụ cho chúng tôi xây dựng một phòng tuyến vững chắc từ Kremenaya đến Chervonobobka. Chúng tôi đã làm được. Dân quân LPR đang chốt chặn những vị trí phòng ngự và mọi thứ đều đang trong tầm kiểm soát. Không có lý do gì để lo lắng trong thời điểm này. Các binh sĩ của chúng tôi đã tạo nên những công sự vững chắc và các lớp phòng thủ dày dặn. Ông Ati Alonyov, chỉ huy trưởng đơn vị đặc nhiệm Kamat, kiêm phó tư lệnh quân đoàn 2 thuộc lực lượng dân quân LPR cho biết. Bộ Quốc phòng của Nga cho rằng quân đội của Ukraine hiện đang tập trung lực lượng nhằm nhanh chóng giành lại thêm lãnh thổ tại vùng Donbass trước khi mùa đông ập tới, cản trở hoạt động tác chiến. Trước đó vào giữa tháng 11, các nguồn tin tình báo cho biết quân đội của Ukraine đã điều động một lực lượng lớn bao gồm binh sĩ, xe tăng chiến đấu chủ lực và trọng pháo đến gần khu vực tiền tuyến ở miền đông của Ukraine. Biểu tin quá sợ sự thật, các bà mẹ binh sĩ Nga nổi điên về cuộc gặp được dàn dựng của ông chủ Điện Kremlin. Mẹ và vợ của những người lính Nga được gửi đến chiến đấu tại Ukraine đã chỉ trích cuộc họp do Tổng thống Vladimir Putin tổ chức vào hôm thứ Sáu với một nhóm phụ nữ được lựa chọn kỹ lưỡng là đáng xấu hổ. Các thành viên của hội đồng các bà mẹ và những người vợ, một phong trào cấp cơ sở, đã lên Telegram để bày tỏ sự tức giận của mình sau khi Điện Kremlin thông báo rằng Tổng thống Putin đã gặp những người phụ nữ trong một cuộc họp được công bố ở Novo-Ogaryovo, ngoại ô của Moscow. Các nhà lãnh đạo của tổ chức cho biết không có bà mẹ nào từ hội đồng các bà mẹ và những người vợ được mời tham dự sự kiện này, đồng thời cáo buộc Điện Kremlin dàn dự cuộc gặp với những phụ nữ, không chỉ trích Putin và sắc lệnh huy động một phần của ông. Thật đáng xấu hổ, một phụ nữ đã viết trên Telegram của nhóm vào chiều thứ Sáu. Cuộc họp rõ ràng đã được dàn dựng từ một tháng trước, hoặc thậm chí là sớm hơn. Kịch bản đã được viết sẵn, các vai diễn đã được phân công, một thành viên khác của hội đồng cho biết. Theo các phương tiện truyền thông địa phương, 18 phụ nữ đã được chọn để tham gia vào cuộc họp. Tất cả họ ngồi chung quanh một chiếc bàn lớn hình bầu dục với nhà lãnh đạo Nga. Trong số những người tham gia có quan chức Moscow và Phó Chủ tịch nước Nga thống nhất Olga Beseva,
người đứng đầu Ủy ban điều hành của Mặt trận Nhân dân toàn Nga tại khu vực Moscow, Julia Belekova, và thành viên của phòng công cộng Orekhova Juryavo, Marina Mikunova. Theo We Can Explain, đạo diễn Alexia Shigina, người quay những bộ phim yêu nước chính thống, ngồi gần ông Putin nhất. Tuy nhiên, không rõ liệu người thân của họ có tham gia vào cuộc chiến của ông Putin tại Ukraine hay không. Vào tháng trước, trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh với đài phát thanh Questi FM của Nga, bà Shigina đã gạt bỏ những lời chỉ trích về những nỗ lực huy động quân của ông Putin. Rõ ràng là cuộc sống phức tạp và đa dạng hơn những gì được chiếu trên màn hình TV hoặc thậm chí là trên Internet. Các bạn không thể tin bất kỳ điều gì ở đó cả. Có rất nhiều loại giả mạo, lừa dối và dối trá, ông Putin nói. Nói với những người phụ nữ vào thứ Sáu, cho biết thêm rằng, chúng tôi chia sẻ nỗi đau của các bạn. Đây là lý do tại sao chúng tôi tập hợp với các bạn. Đó là lý do tại sao tôi đề xuất cuộc họp này, bởi vì tôi muốn trực tiếp lắng nghe các bạn. Vào đầu tuần này, Olga Sukhanova, một nhà hoạt động trong hội đồng và là mẹ của một lính nghĩa vụ đến từ vùng Samara của Nga, đã phát hành một đoạn video cáo buộc ông Putin trốn mẹ và vợ của những người lính Nga được cử đến chiến đấu ở Ukraine dưới sự điều động một phần của ông Vladimir Vladivorovich. Ông có là đàn ông không? Bà bắt đầu hỏi và hỏi ông Putin liệu ông có đủ can đảm để gặp hội đồng một cách công khai và với những người phụ nữ không được chọn kỹ lưỡng. Ông có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt chúng tôi một cách cởi mở trong một cuộc gặp gỡ với những người phụ nữ không phải do ông tự tay chọn cho mình không? Những người phụ nữ không nằm trong túi của ông mà là những người mẹ thực sự đã đến đây từ những thành phố khác nhau để gặp ông. Chúng tôi ở đây, ở Moscow, và chúng tôi sẵn sàng gặp ông. Chúng tôi mong đợi câu trả lời từ ông. Ông định trốn tránh chúng tôi cho đến bao giờ? Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hộp thư htdnews.vtv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.